tôi nghĩ lại nào. Đánh giá thì là Phoenician và Egypt thì là ngang phèo. Greg và Maxe thì cũng ngang thôi. Kèo cân. Và trận đấu này chúng ta theo dõi mảnh máy của ông 2-2-0-2-0-2 ông thần của Liên Quân. Ông lối đánh rất cửa trên. Khi mà thắng với 3C và tâm lý rất thoải mái, đánh kiểu gì cũng thắng. Phoenician của Kim Mạnh. Thôi xem ông Ami tí đi. Maxe của Ami sẽ thi đấu tiến nam ở trong trận đấu này. Rồi chúng ta sẽ đến với trận thiếu này, anh máy của ông Ami cầm Max C. Một đàn hiêu nhưng mà nó lùa, nó không phải là mắc bích. Thế cũng được. Ăn được thôi. Hai con voi, hai voi chứ. Vâng, Max C. Một hit và hai hit. Và có hiệu, có quả. Thôi thôi, nhưng mà phải đi con voi này. Đi con voi mở trôi một phát, quay đầu. Cua. Một pha rất nguy hiểm đến từ người cầm Max C. Vâng, pha lùa hiệu, lùa voi nó đau tim. Vâng, cua kinh quá. Vâng, phải chăng ông này tổ lái một chiếc ABS. Vâng, làm con voi nữa về không? 22 nông dân hợp lý. Vo gió gì đâu mày? Vâng, còn con voi nữa mà. Câu lốt thì còn ra ăn cái đàn, ra cái bãi quả. Một trận mà lên sớm đến từ người cầm Max C. Một voi nữa, câu được về không? Rồi, đây rồi, đây một chiếc BS chay. Rồi, bãi quả ra luôn. Để ý con voi nhá, con voi quan trọng lắm đấy. Vâng, thêm nông dân. Rồi, được rồi, ra thôi. Vâng, quay sang ông chú bệnh, xem ông chú bệnh có khỏe không? Nghe nó yếu. Vâng, một chiếc ABS và phải khả năng phải xóa đi rồi. Xóa. Cái gì đây? Rồi, một chiếc BS mà khá tiểu xảo đến từ Ngô Văn Sơn, nhưng mà chú Bảnh không phải dòng người. Rồi, làm sao. Rồi, và ăn ngon lành cành đào hai con voi. Bây giờ thì mải của cô đang có vẻ là hơi xấu. Và cũng đập BS ăn chanh. Toàn Thánh ăn chanh thôi. Có bãi quả. Cũng có BB ở đây. Kiếp ông Ngô Văn Sơn, ông nhà ông ở đâu, ông ấy xây kinh thế à giờ. Lại chiếc BS. Một bài mà rất dị đến từ hai thanh niên này. Vẫn là cung R chứ. Quay trở lại Max C thôi. Max C. Vâng, bài không phải là quá đẹp. Mình ăn được bãi quả kia đến mới ngon. Ăn được quả kia đến mới ngon. Vâng, bãi vàng xấu thế, ăn vàng khác em. Xấu thế. Đấy, bãi vàng này đừng ăn. 4 nông dân đầu hàng.
Nhát khéo thì nhát được tất 5 con nông dân. Rồi, mắc binh. Rồi, mắc lắm. Rất chuẩn mực. Con ngựa giò. Bắt đầu vẽ ruộng về này thì làm tầm 4 cái ruộng nhỏ nhỏ xinh xinh là hợp lý. Bên này thì vẫn còn một vài yuan hoàng nữa. Rồi, đẩy con ngựa giò đầu tiên đi. Lực vẫn đang có. Đi ăn vàng. Đi ăn vàng nhá. Rồi, ok. Ơ, nó ăn chung hai con voi chứ vậy à? Ở trong luôn chỉ đấy đây đây đúng không? Đâu, chạy về rồi. Ok luôn. Đen. Đen rồi. Ngô Văn Sơn và Mỹ 1 giờ 1 tê. Cái bài đấu nó quá lợi hại. Cho nó đánh mâm lai của ta. Không ăn được vàng. Và sẽ đánh cái gì đấy? Có công tê ở đây thì mò thế nào? Bây giờ CVL đừng nói tôi 14 kích. Nó khó rồi. Nó khó của Nam Cường. Con công tê rất là khó chịu. Đúng không ạ giò. Vâng khó quá. Vâng khó cho em tôi quá. Vâng đã thắng rồi còn củ hành. Đơn. Tỷ số sẽ được nâng lên thành như vậy là 2-1. 2-1 dành cho cặp đôi của Liên Quân. Vâng, một nhà đập ít ở bên kia thì có khỏe bằng giờ thì chả cân được đôi. 2-1. Và đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Đang hơi chảy cối. Rất muốn là nó sẽ một kết cục khác nhưng mà cái vòi trên kia xong nha. Làm vòi đấy hả? Mắc kề đạn về rất nhiều khó khăn. Ấp chén ghé à? Vâng, mùa 5 đã fit. Nhưng bây giờ thì mùa 8 thì đang có vẻ là khỏe. Có vẻ là khỏe thôi. Lực ấn hoang cũng đã vâng fit rồi. 2-1 và chúng ta đến với trận đấu thứ 4. Và khả năng cũng là trận đấu cuối cùng.